lịch sử lâu dài của Trung Quốc có quá nhiều sự tình bí ẩn xuất hiện cho đến nay vẫn không thể lý giải được. Mỗi một sự việc đều rất kỳ quái lạ lùng, trong đó có rất nhiều sự kiện do tính chất đặc thù của nó mà bị ngăn chặn một cách đáng tiếc. Năm 1342, sông Trường Giang ở quận Thái Hưng, tỉnh Giang Tô, nay là thành phố Thái Hưng, vốn hàng nghìn vạn năm không bao giờ ngừng chảy, bỗng nhiên cạn kiệt đến đáy chỉ qua một đêm. Ngày hôm sau, cư dân ven sông nhộn nhịp thi nhau xuống vùng đất cạn nhặt di tích sót lại. Rồi đột nhiên, nước hồ tràn về, khiến cho rất nhiều người bị chết đuối. 4 giờ chiều ngày 13 tháng 1 năm 1954, hiện tượng kỳ lạ này lại xuất hiện một lần nữa tại huyện Thái Hưng, tỉnh Giang Tô. Sau hơn 2 giờ, nước sông lại cuộn trào mãnh liệt đổ xuống. Tại thời điểm đó, bầu trời có màu vàng úa, nước sông Trường Giang đột nhiên ngừng chảy khô cạn. Các tàu thuyền thay phiên mắc kẹt trên sông, sau hơn 2 giờ, nước sông mới cuộn trào chảy về. Đại sư Huệ Năng thời nhà Đường là một vị có nhục thân Bồ Tát đầu tiên trong lịch sử của Trung Quốc, hay còn gọi là cao tăng đắc đạo có nhục thân bất hoại. Hiện nay vẫn còn được thờ phụng tại Nam Hoa Tự, Thiều Quang, Quảng Đông. Trong cuộc cách mạng văn hóa, Hồng vệ binh vì để loại bỏ cái gọi là mê tín dị đoan, đánh đổ những cái gọi là thần rắn quỷ bò. Vì để xác minh xem đại sư Huệ Năng có phải là do con người tạo ra không, đã dùng búa tạ đập vào ngực của đại sư, tạo thành một lỗ nhỏ tại đó. Kết quả, ngạc nhiên khi nhìn thấy các bộ phận cơ thể của đại sư vẫn còn nguyên vẹn. Mọi người có mặt tại hiện trường lúc đó vội vã lao nhau quỳ gối dập đầu. Tương truyền rằng, trong gần 800 năm qua, lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn luôn luôn được bảo vệ bởi một lời nguyền khiến nó không bị phát hiện. Năm 2002, một nhóm khảo cổ học Mỹ đã tuyên bố tìm thấy ngôi mộ của Thành Cát Tư Hãn, từ bỏ hoạt động khai quật rút lui ra ngoài Mông Cổ. Đội thám hiểm đã phát hiện lăng mộ được bảo vệ bởi một bức tường dài 2 dặm. Trên bức tường này bất ngờ phun ra rất nhiều loài rắn độc. Người ta nói rằng trước khi Thành Cát Tư Hãn qua đời vào năm 1227 đã từng ra lệnh không cho phép ai được biết tới vị trí lăng mộ của ông. Mùa hè năm 1934, tại Doanh Khẩu trời tối và đổ mưa liên miên, đặc biệt mưa to liên tiếp hơn 40 ngày, nước sông Liêu Hà liên tục tăng nhanh, đầm Lâu Sậy của bờ bắc sông Liêu Hà biến thành một vùng nước mênh mông. Sau khi mưa lớn qua đi, lúc đó những người dân sinh sống ở bờ bắc của sông Liêu Hà từ một đầm Lâu Sậy ngạc nhiên phát hiện thấy một con rồng khổng lồ bị mắc kẹt. Được biết, nghe nói lúc đó người dân nghĩ rằng rồng khổng lồ rơi từ trên trời xuống là một điềm tốt lành, vì để cho con rồng càng sớm trở về trời. Vì vậy, có người dùng chiếu sậy làm vật che nắng cho nó. Một số khác thì đổ nước vào để tránh cho cơ thể con rồng không bị khô. Trong đền chùa có rất nhiều người dân, nhà sư mỗi ngày đều dùng các phương pháp khác nhau siêu độ liên tục cho đến khi xuất hiện một đợt mưa xối xả trong nhiều ngày nữa. Khi con rồng thần bí này biến mất mới dừng lại. Hơn 20 ngày sau, con rồng lại xuất hiện một cách kỳ lạ lần thứ hai. Lần xuất hiện này là tại đám Lâu Sậy cách cửa sông Liêu Hà 10 km. Tại thời điểm này, nó không phải là một sinh vật sống nữa, mà là một xác chết với mùi hôi khó chịu. Trong năm 2002, tại tháp Sùng Văn, huyện Kính Dương, một pho tượng Phật đã chia tay bắt được một bé gái bị rơi từ tầng 12. Hơn 100 người đã chứng kiến tận mắt sự việc gây ra chấn động lúc đó. Năm 1980, ngư dân ở vùng biển Nam Hải bắt được một xác chết của người cá, liền tức thì đem về làng chài và sau đó bị một người không rõ danh tính tịch thu, đồng thời cung cấp cho họ dầu diesel coi như để bồi thường.